Tuyển Hàn Quốc tính cướp huấn luyện viên nội, cổ động viên biểu tình bằng xe tải, dọa gửi vòng hoa. Cổ động viên của câu lạc bộ Ulsan Hyundai phản ứng mạnh khi nghe tin huấn luyện viên Hong Myung-bo có thể bị buộc dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Theo Yonhap, cổ động viên của Ulsan Hyundai đang làm loạn khi nghe tin huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo trở thành ứng viên hàng đầu tiếp quản chiếc ghế nóng của ông Jurgen Klinsmann. Họ vừa tổ chức biểu tình bằng xe tải và chở theo các biểu ngữ phản đối đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng như công ty riêng của Chủ tịch Chung Mong-gyu. Biểu ngữ có nội dung, huấn luyện viên Hong Myung-bo sẽ là lính cứu hỏa khi cần thiết. Ông ấy không phải tài sản công của KFA. Nhóm cổ động viên này còn dọa sẽ gửi hàng chục vòng hoa đến trụ sở KFA cũng như tổ chức biểu tình quy mô lớn trong ngày khai mạc K.League đầu tháng 3 tới. Sau khi Asian Cup 2023 kết thúc, KFA ra quyết định sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Nhà cầm quân người Đức không thể hiện được dấu ấn chuyên môn và để xảy ra tình trạng hỗn loạn ở phòng thay đồ. Vụ việc Lee Kang-in vô kỷ luật, đánh Son Heung-min là minh chứng rõ ràng nhất. Chủ tịch KFA, ông Chung Mong-gyu, muốn bổ nhiệm huấn luyện viên nội để tăng cường tính kết nối của đội tuyển. Ông nhắm đến một số huấn luyện viên đang làm việc ở K-League. Mặc dù Ủy ban tăng cường sức mạnh bóng đá Hàn Quốc chưa chốt phương án nào nhưng huấn luyện viên Hong Myung-bo được đồn đoán sẽ trúng cử bất đắc dĩ. Nhà cầm quân này vẫn đang hạnh phúc với Ulsan Hyundai và K-League sẽ khởi tranh trong một tuần nữa. Trong quá khứ, không ít lần các huấn luyện viên nội lên nắm quyền ở đội tuyển Hàn Quốc theo diện chữa cháy và chẳng mấy ai thành công. Báo chí xứ Kim Chi vừa nhắc lại trường hợp của ông Choi Kang-hee tại vòng loại World Cup 2014. Ông Hong Myung-bo ở vòng chung kết World Cup cùng năm hay chính huấn luyện viên Shin Tae-yong tại World Cup 2018. Trong tuyên bố mới nhất, Hội cổ động viên chính thức của câu lạc bộ Ulsan Hyundai thể hiện sự bức xúc, chúng tôi lên án sự kém cỏi của KFA. Đừng đẩy công việc của mình sang cho giải vô địch quốc gia. K-League đang hoạt động tốt, không ai nên được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc lúc này. Chúng tôi cực lực phản đối chuyện này. KFA không cảm thấy rằng họ có trách nhiệm. Họ muốn trốn tránh bằng cách sử dụng các huấn luyện viên tại K-League làm lá chắn cho mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ huấn luyện viên của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.